Con của Siro ngày hôm nay thì to lắm rồi. Rồi em đầu tiên là em dây đen, một em đực đẹp tuyệt vời luôn, mảng màu cháy khét. Nào quay từng đứa một. Quá đẹp dài luôn. Nhảy xuống. Ok, nhảy xuống đi. Có nhảy xuống không? Trời ơi, tiếp đất bằng đầu. Rồi, em thứ hai. Úi giời, em dây nâu. Cũng là một em đực. Mảng màu cũng cháy khét luôn. Rất là đẹp trai. Con của Siro. Hôm nay là được 50 ngày rồi. Tiếp anh xem nào, nhìn mặt xem nào. Quá đẹp luôn. Rồi xuống đi. Ê, hết giờ. Ok. Em dây đen và em dây nâu. Em thứ ba. Em đực tiếp à, mấy thằng đực nó lại bám vào quanh mình. Em nâu nhạt. Rồi vừa rồi em kia này em nâu đậm. Em nâu nhạt. Một em đực. Không. Ai cho nhảy xuống? Chưa nhảy xuống vội. Quay video tí. Thằng này mặt rất tươi à. Thằng này là thằng mặt giống bố Zano này à. Ok. Mặt rất tươi, em được thứ ba. Ok à, nâu nhạt. Đấy, quấn ấy, ý, ý, ý. Phản ấy, ý. Nó rất vui vẻ, cái mặt của nó rất vui vẻ. Thôi, trời ơi, thấy chúng nó nổ cái xì xuống. Đen rồi, nâu rồi, nâu nhạt rồi. À, 4 thằng đực, 3 thằng rồi. Còn đây, còn thằng đàn này là 4 con đực. Đây, còn thằng này là thằng đực bé. Nào lên đây. Yên nào. Đây, đực cái này. Đó. Thằng này là thằng đực bị sứt tí ở cổ này à. Nhưng mà gấu thì thôi rồi. Sứt tí ở cổ là nó bị còi à. Mồm vẫn còn đang gặm đồ để nghịch kia kìa. Màu mảng thì rất là nét. Bé bằng một nửa bọn kia thôi. Nhưng mà gấu thì chả ngại con nào. Thế nào để nhìn mặt tí. Sợ. Có một mình. Nào. Yên. Rồi. Ngắm nghía tí xem nào. À, thằng đực dây màu xanh này thì sẽ để cái giá rẻ thôi. Thằng đực dây màu xanh này nó bé này sẽ để nó cái ở cái mức giá rất rẻ thôi. Rất là nét. Không sợ chiều cao, không sợ độ cao. Nó có thể sẵn sàng nó phi xuống ngay đấy. Có con khác làm đệm lưng là nó phi xuống ngay đấy. Ok, để anh bế xuống nhé. Chứ không là cái này nó cao gấp đôi em. Nó xuống là mất công. Đó, mấy thằng đực đó. À đây nè. Này đến lượt cái luôn. Ok. Không, yên. Yên nào. Rồi, em cái đầu tiên. Nào, sợ. Cũng cuồng đi đâu. Không nhảy xuống. Ngồi yên. Đúng rồi. Thế có vẻ ngoan không? Quá là xinh luôn. Cái đầu tiên em cái dây màu hồng. Cái thì đàn này có 5 con, cũng có một con bé hơn. Con bé hơn cũng là cái con bị sứt ở cổ người bé. Không để ý thế nào có thể biết chắc chắn là nguyên nhân của cái vết sứt là do mình sơ ý là mình dùng cái dây thít nhựa.
có thể khẳng định là nguyên nhân của cái việc chúng nó sứt một tí ở dưới cổ này là do mình dùng cái dây thít nhựa mình thít và mình cắt cái đầu dây thít đi. À, sờ tay vào thì thấy nó cũng có độ mềm đấy, nhưng mà với da con chó con nó rất là mỏng thì nó cọ qua nó bị xước. Có thể khẳng định chắc chắn nguyên nhân của nó là như vậy. Hai con bị xước cổ nằm, hai con bị còi, vô duyên vô cớ bị uống thuốc từ bé. Đấy. Đây là con cái đầu tiên này. Rất là xinh. Dây màu hồng. Rất xinh luôn. À, em này là lớn lên là xinh lắm đây này. Pha nét bố. Ok, em dây hồng nhạt đầu tiên. Nào, xuống nào. Xuống đi. Giờ thì xuống đi cho con khác nó lên. Tụt chân xuống dưới khe đấy không nhấc được lên à? Có nhấc được chân lên không? Nhấc chân thật nhẹ nhàng. Ok. Thôi xuống đi. Đi vào đấy làm gì? Em cái thứ hai là em dây màu đỏ. Đây. Rất là xinh. Mấy con cái thì nó rất là to và nó to đều. Nó to ngang với con đực luôn. Nhìn nó giống nhau lắm. Đây con cái này. Màu mảng này cháy khét luôn. Yên à. Có mình thôi, thành ra là quay gọi là cái này. Ngồi yên. Một tay quay, một tay xoa chó, một tay vừa bế vừa xoa đấy. Ui xa. Không. Đã xong đâu mà phi xuống. Ngồi yên. Chưa xong đã đuổi xuống. Rồi, ok, ngắm tí nào. Thể hiện cái độ xinh gái tí xem nào. Đâu rồi? Mặt mũi xinh gái đâu? Đây này, em cái thứ hai em màu đỏ, rất là xinh luôn. Rồi bây giờ xuống đi. Giờ thích xuống thì xuống đi. Rồi. Mấy con to này thì nó xuống nhẹ nhàng. Em cái tiếp theo là em dây màu tím. Rồi. Tím. Rất là xinh. Em tím này thì bé hơn em hồng với lại em đỏ một tí. Bé hơn một tí thôi nhưng mà cũng to đấy. Nào, kia nào. Em tím này thì lông dài hơn một tí. À. Mặt rất là xinh. Mắt gọi là đen nháy luôn. Này lớn lên sắc tố là tốt lắm đây này. Từ cái dải lông của nó vàng cháy này đến cái màu mắt của nó, màu mắt của nó rất là sẫm. Ok, đây này em cái thứ ba. Em dây màu tím. Rất là cute. Rồi, tiếp theo nào. Em xuống kiểu gì? Đấy, khung gọng của chúng nó thì rất là khỏe luôn. À đây, đành đỡ xuống. Chứ không cái này nó hơi to với em. Ra đành đỡ xuống. Ok. Thôi Siro, yên đấy đi. Ai giả con nào nó tháo dây ra kia. Con nào dám dứt dây của con xanh thế kia. Con cái tiếp theo là con dây màu xanh lá cây. Một con cái rất to. To như là con cái dây dây hồng và con cái dây đỏ. To như nhau, ba con to như nhau. Rất là to. À, yên nào. À, nào. Đang chơi bắt lên, thành ra là đang thì muốn xuống bên dưới chơi. Yên ấy, để yên anh, để anh quay cái sự xinh gái một tí đã. Nào. Chạy đâu? Không chạy, chạy đâu. Ngồi yên. Để anh quay. Xem cái độ xinh gái đến đâu. Quá là xinh luôn mà lại cứ chạy. À, dây màu da cạ, màu xanh lá. Em cái thứ tư. Nó đang đuổi chơi. Đang muốn xuống chơi với đồng bọn. Ok. Rất xinh luôn. Thế xuống đi. Lùi lại đi. Lùi chân lại. Ok.
Em cái thứ 5 cũng là em cái cuối cùng. Con thứ 9 ở trong đàn là con cái đeo cho nó cái dây màu hồng. Nó với lại con đực còi là hai con bị sứt ở cổ. Hôm nay là nhìn cái lông đây này, cái lông cổ của nó này vẫn còn chỗ bị thiếu lông một tí này. Mọi người có nhìn thấy không? Đó. Là cái vết sứt nó lành lâu rồi đấy, nhưng mà con chó nó bị mất 4-5 ngày. Một tuần nó bị thiếu mất một tuần so với bọn còn lại về cái độ lớn. Đó. Cho nên là nó bé hơn. Chứ ban đầu là cái con này là ban đầu của nó cũng sàn sàn như bọn kia đấy, chứ nó không bé hơn đâu nhá. Và khi nó bé ấy, khi về sau nó bé hơn, những cái lúc nó tập ăn đấy là nó tranh ăn với bọn to là nó mất sức hơn. Bọn to thì nó dùng người, bọn to nó to hơn là nó dùng người, nó gọi là lấy thịt đè người. Nhưng mà bọn bé này là cứ phải dơ nanh dơ vuốt ra thì mới cạnh tranh được. Thế cho nên là bọn mà nó bé hơn này là khi nào, chỉ khi nào nó tách riêng ra ở riêng ấy thì lúc đấy nó mới vọt lên được mạnh. Còn khi ở chung này là chúng nó mất sức hơn. Vì chúng nó mất sức là chúng nó mất sức dọa nạt nhau, khè nhau nó cũng mất sức lắm. Màu mắt thì phải nói là tuyệt vời luôn. Mặt rất ranh. Em cún cái. Em này thì không có gì thay đổi, thì có khi lại giữ em này lại để nuôi này. Vì em này là em mới bị còi. Em bị còi nhưng mà khi mà em sứt ở cổ ra thì có nói với em ấy là thôi, nếu mà vì lúc đấy là cái nguy cơ nó ra đi là cao lắm, vì cho con nó mới đẻ mà nó đã bị cái vết sứt không, nó sưng thành một cái bọc mụn ở dưới cổ này. Nó theo cái kiểu là nó yếu, nó còn chẳng bú được cơ mà. Thế là mới bảo với nó là thôi cố gắng đi, nếu mà qua được anh cho uống thuốc, nếu mà qua được thì anh giữ lại anh nuôi nhỉ. Con đực thì không giữ lại nuôi được, chứ con cái thì có thể giữ lại nuôi được. Nên là có khả năng là em này nó còi thế nhưng mà lại giữ em này lại nuôi. Nếu mà không phải là có cái một cái người nào đấy là cực kỳ yêu quý nó, muốn nuôi nó, thì có thể là nhường cho người đấy, còn nếu không là sẽ giữ lại nuôi đấy. Nó sẽ là một cái con mà nó kèm theo một cái lời hứa với nó. Nhưng mà hứa thế nhưng mà không cưỡng cầu được. Thực sự mà nói là khi mà bán những con chó này, nếu mà gặp những cái người mà rất là quý chó và quyết liệt mà muốn đón mà không nhường thì mình giữ lại mình nuôi nó cũng không thuận lợi. Nó theo kiểu nó có một cái duyên gì đấy, chủ với chó. Nó không có phải là cái chuyện đơn giản, nó không phải là chuyện là cứ đưa tiền qua cho là đón con chó về nuôi đâu. Nó còn nhiều cái thứ vấn đề nó khó giải thích lắm. Đó. Tinh thần là sẽ giữ em này lại nuôi. Dù có thể mọi người nhìn nó là nó quài hơn nhá, nhưng mà khi mà mình nuôi nó thì mình sẽ biết được nó không phải là cái con chó khung nhỏ đâu. Là một, với cái thứ hai là nó nhỏ hay nó to mà cũng không quan trọng lắm, mà cái quan trọng là nó có những cái lời hứa mình phải giữ. Nhì. Hồng Nhi. Nghịch kinh lắm. Gấu lắm đấy, không phải chuyện đùa đâu. Ok, cho mọi người xem bọn nhóc con này nó nô với nhau. Có một con bị rơi dây vòng cổ rồi, chưa biết phát hiện ra là con nào. Đây nè. À không phải, không phải rơi vòng cổ mà nó giằng nhau cái tất. Lại tưởng là nó đang xẹ giằng nhau cái tất màu xanh, tưởng là con xanh bị rơi vòng cổ, không phải. Đó, là chó con của Siro, là đợt này là tiêm vào vaccine muộn. Với cái đàn cún con của Siro này vào vaccine muộn thì có thể là sẽ để cho tiêm xong vaccine vẫn đến cún con khoảng tầm 20 ngày nữa là sẽ để cho chủ đón cún về và chủ sẽ tiêm mũi 2 cho cún. Mũi 1 là đến hôm nay là mình còn chưa tiêm này. Vì là hôm đợt vừa rồi là nó là một cái đợt thay đổi thời tiết. Đợt thay đổi thời tiết thì con chó nó mệt. Nếu mà tiêm vaccine là nó dễ bị yếu phát bệnh luôn. Nào, không gặm. Liếm chân thì được, gặm là không được. Đó. Bọn chó con từ bé mình nói là nó sẽ biết được. Nếu mà nó gặm là chỉ cần hơi hằn giọng lên là chúng nó sẽ biết. Chứ không là chó con bây giờ nó mọc răng rồi nó gặm rồi chân đau lắm.
Ở đấy, như bọn này là còn chưa tiêm vaccine mũi 1, 2 hôm nữa mới tiêm. Tẩy giun xong đợt này là lần tẩy giun thứ 2 thì mới tiêm vaccine mũi 1. Riêng cái đàn này thì nó hơi đặc biệt một chút. Và có thể chủ có thể lựa chọn là đón khi mà cún khoảng 70 ngày, tức là khoảng 20 ngày nữa là đón cún rồi về nhà tiêm mũi 2. Còn không thì có thể là chờ trại sẽ tiêm xong mũi 2 thì đón cún. Như đà này là sẽ muộn này. Tức là mũi 1 mà còn chưa tiêm thì mũi 2 phải 21 ngày sau mũi 1 thì mới tiêm mũi 2. Cún con thì rất là khỏe, hôm nay thì cũng to con lắm rồi. Như bình thường, nếu như bình thường mà ở cái tầm con chó nó to như thế này là có thể xuất đàn được rồi đấy. Có thể xuất đàn về nhà mới được rồi. Nó to như thế này. Đó. Ok, thôi nào, mấy đứa nào đi thôi, đi vào chuồng đi. Siro đâu? Siro. Siro ơi, ra đây. Siro. Gọi là trốn như chó trốn con. Siro đến tầm này là nó chỉ vào với con, nó tùy lúc thôi. Bây giờ gọi con, thả con ra gọi mẹ, mẹ không thèm ra luôn. Mẹ trốn ở trong chuồng luôn này. Ok, thôi mấy đứa vào trong chuồng nhá. Vào trong chuồng thôi. Chơi thế tôi không lại vận động quá sức mệt.